Sáng ngày 9 tháng 3 năm 2023, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tháng 2 năm 2023. Đồng chí Phạm Tiến Dũng, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư huyện ủy Ngọc Lặc, đồng chí Phạm Văn Thiết, phó bí thư Thường trực huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Bùi Huy Toàn, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đồng chủ trì hội nghị. Những năm gần đây, cùng với nhịp phát triển chung của tỉnh, Huyện Ngọc Lặc là một trong những địa phương có nhiều công trình dự án quan trọng mang tính đột phá để công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đồng bộ có hiệu quả. Ban Thường vụ huyện ủy đã thành lập ban chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng chung trên địa bàn toàn huyện. Các vấn đề vướng mắc phức tạp đều được bàn bạc kỹ lưỡng để quyết định. Khi bắt tay vào giải phóng mặt bằng thực hiện một dự án, huyện luôn quán triệt các phòng ban, các xã thị trấn, cán bộ công chức viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng phải là những người có năng lực công tâm công bằng dân chủ khách quan thực hiện đúng trình tự thủ tục bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi giải quyết giải thích thỏa đáng các kiến nghị khiếu nại của người bị thu hồi đất theo đúng chế độ chính sách nhiều cuộc họp đối thoại giải thích với nhân dân đã được tổ chức thậm chí cán bộ hội đồng giải phóng mặt bằng huyện xã đã nỗ lực kiên trì gặp gỡ trực tiếp người dân để vận động tuy nhiên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất luôn là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Thực tế trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của huyện gặp không ít khó khăn. Như cùng một thời điểm phải giải phóng nhiều dự án lớn, việc xác định sử dụng, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gặp nhiều khó khăn. Đơn giá tài sản vật kiến trúc thấp so với thị trường, nhưng đến nay vẫn chưa được điều chỉnh và một số khó khăn vướng mắc khác gây chậm tiến độ giải phóng mặt bằng. Tại hội nghị lãnh đạo các xã thị trấn đã phát biểu ý kiến nêu lên những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị các giải pháp tháo gỡ để công tác này thực hiện đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án của huyện thực hiện đúng tiến độ, đạt kế hoạch đề ra, góp phần cho sự phát triển chung của huyện. Tại hội nghị này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bùi Huy Toàn đã nhấn mạnh một số vấn đề về công tác thực hiện giải phóng mặt bằng, các vấn đề thực hiện công tác thông tin báo cáo của các xã thị trấn. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã giải đáp một số đề xuất kiến nghị của lãnh đạo các địa phương trong thực hiện giải phóng mặt bằng các chương trình dự án. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh đây là một hội nghị hết sức quan trọng, là hội nghị đề ra các giải pháp chấn chỉnh những hạn chế yếu kém, trong công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các chương trình dự án với mục tiêu hoàn thành 100% 29 chương trình dự án của huyện và các dự án phát sinh nếu có. Theo đó, cấp ủy chính quyền các cấp và các chủ đầu tư phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, mặt trận tổ quốc các cấp, các cơ quan có liên quan, tăng cường công tác phối hợp, công tác vận động tuyên truyền Đối với những trường hợp dự án nhà nước thu hồi đất mà cơ quan nhà nước đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, đảm bảo theo đúng quy định nhưng cố tình gây rối, chống đối, không chấp hành thì phải kiên quyết cưỡng chế. Đồng chí Bí thư huyện ủy cũng lưu ý cần phải tích cực tuyên truyền cho người dân nắm rõ vấn đề này để thực hiện. Cùng với đó công an huyện phải xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn an ninh trong quá trình cưỡng chế. Các đơn vị liên quan phối hợp với huyện thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện bàn sao đất an ninh và các dự án quan trọng khác. Cùng với đó, đồng chí Bí Thư đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện và các phòng ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt các xã thị trấn, nếu có khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, phải có văn bản báo cáo kịp thời để Ủy ban nhân dân huyện và các phòng chuyên môn có phương án giải quyết. Đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị sau khi kiện toàn hội đồng giải phóng mặt bằng cần tiếp tục quan tâm thực hiện các dự án đầu tư công, dự án AFD và trình trang đô thị, tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt và phối hợp đồng bộ thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án động lực trọng điểm, tạo điều kiện tốt nhất cho việc triển khai thi công các dự án, góp phần tăng nguồn lực đầu tư, tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo.